Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh Nhà đất Đồng Nai với cái thông tin trên báo Thanh Niên. Phước An, cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai chuẩn bị đón chuyến hàng đầu tiên. Đây là cái thông tin cực kỳ tích cực đối với thị trường bất động sản Nhân Trạch và những vùng nào tác động trực tiếp đến cái thông tin này, cũng như là thông tin này tác động trực tiếp những vùng bất động sản nào của khu vực huyện Nhân Trạch. Em chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư cái thông tin. Thông tin này là được đưa ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 vào lúc 10 giờ 33 anh chị nhé, trên báo Thanh Niên anh chị có thể tìm đọc. Đối với cái khu vực toàn bộ tỉnh Đồng Nai á, thì đối với cái cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai chuẩn bị đưa vào khai thác là khu vực phía tây nam của tỉnh Đồng Nai anh chị, phía tây nam của tỉnh Đồng Nai và là phía đông nam của huyện Nhân Trạch anh chị nhé. Đây là cái khu vực cảng Phước An đây anh chị, khu vực cảng Phước An. Theo cái bài báo cũng như là hình ảnh thực tế anh chị nha. Đấy, khu vực này thì với tổng diện tích là 300 hectare, trong đó thì giai đoạn đầu khai thác là 100 hectare anh chị, nằm ngay phía đông nam của huyện Nhân Trạch. Trong đó thì nó sẽ kết nối trực tiếp với huyện Nhân Trạch là trung tâm khu công nghiệp thông qua trục đường liên cảng anh chị nhé. Phân tích trên bản đồ thì đây là cái huyện Nhân Trạch, đây là khu vực cảng Phước An, thì có một cái đường nối lên thẳng trung tâm của huyện Nhân Trạch, trung tâm khu công nghiệp 1, 2, 3, 5, 6. Trên cái bản đồ quy hoạch thì nó là cái khu vực phía đông nam. Trước mắt là nó sẽ khai thác cái cảng Phước An này anh chị, và tầm nhìn khoảng 3 năm thì cái cầu Phước An sẽ đưa vào khai thác anh chị nhé. Và từ khu vực cảng Phước An anh chị lên đúng 8 km là tới khu vực dân cư của huyện Nhân Trạch. Và đối với cái khu vực đường liên cảng phía đông nam này anh chị, thì đối với cái thông tin mà cảng Phước An đưa vào khai thác đó thì nó sẽ tác động trực tiếp tới cái dự án này. Cái dự án nằm trên mặt đường Trường Chinh với cái diện tích là khoảng 30 hectare này. Tuy nhiên cái dự án này là một cái dự án vẽ, chưa thực tế anh chị nha, nó chưa có. Thì mình nhìn nhận theo cái trục đường này thì nó sẽ tác động đến khu vực nhỏ này. Thì khu vực nhỏ này là khu tái định cư Long Thọ anh chị, khu vực nhỏ này anh chị nha. Khu vực nhỏ chỗ này là khu tái định cư Phước An. Khu vực với cái số lượng này là 5.000 nền và 10.000 nền, thì đó là hai dự án xây dựng Hà Nội và dự án HUD. Đây là bốn cái khu vực em nghĩ là giá nó sẽ tác động mạnh nhất về khu vực này là đất thổ cư sổ sẵn và mặt tiền đường nhựa, sau đó là tới đất dân trong khu vực xung quanh cái trục đường liên cảng này. Đó là những cái hình ảnh thực tế em chia sẻ cho anh chị về cái khu vực. Đây là đường cảng Phước An lên đúng 8 km. Thì anh chị sẽ thấy là cái khu vực tái định cư Long Thọ anh chị, khu vực rất là đẹp, dân cư là bài bản. Và chỗ này á, là có các cái tiện ích tái định cư Long Thọ đây anh chị, là có trường mẫu giáo, trường cấp 2, công viên, đường 28, đường Hùng Vương là đường 30 năm. Xuống cái khu vực phía dưới này là có tái định cư Phước An. Tại sao cái đường ở đây mà nó tác động tới này là do cái thông tin về trục đường Lê Hồng Phong này anh chị, là đoạn đường chỗ này đang thi công anh chị nhé. Em mở lên cho anh chị xem đây. Nó mở điểm rồi anh chị này. Đấy, nó mở điểm đang thi công. Thực tế là hình anh chị đã xuống khu vực cũng như là nhờ nhiều anh em review á, thì khu vực nó đang làm và cống thoát nước hai bên đã tương đối hoàn thiện rồi anh chị nhé. Thì nó sẽ tác động tới trực tiếp khu này. Và để một cái khu vực
đủ cái nguồn hàng để cho anh chị đầu tư, cũng như là tạo nên một cái môi trường, một cái sân chơi, hoặc là một cái khu vực đủ để đáp ứng cho anh chị hàng mua đi bán lại và số lượng nhiều. Thì đây là cái khu vực xây dựng Hà Nội và dự án HUD. Đấy, đây là khu vực dự án xây dựng Hà Nội anh chị nhé. Nằm trên cái thông tin bản đồ là nó nằm khu vực này, có nghĩa là đường cảng đang thi công và chuẩn bị khai thác đây. Thì anh chị vào tới dự án xây dựng Hà Nội kéo dài là khoảng 2 km đó, dự án chỗ này anh chị nhé. Đường nhựa, sổ sẵn công chứng ngay. Bên cạnh đó là dự án HUD. Thì dự án HUD được tại thời biểu ấy làm đường Lê Hồng Phong và trục đường liên cảng, thì cái dự án HUD này được đánh giá cao hơn so với dự án xây dựng Hà Nội. Nguyên nhân là do cái trục đường Lê Hồng Phong này nằm trong khu vực HUD này là nhiều nhất, chiếm khoảng 75%. Từ đây tới đây thì nó gấp 3 lần so với cái đoạn ngắn của xây dựng Hà Nội, thì nó chiếm 75%, nó nằm trong khu vực HUD. Còn đối với xây dựng Hà Nội là chỉ 25% mặt tiền thôi. Nhưng mà trong cùng một phân khúc, đối với thời điểm mà khi trục đường Lê Hồng Phong chưa triển khai năm 2022 trở về trước, thì dự án xây dựng Hà Nội cái giá nó tốt hơn dự án HUD vì do trục đường này chưa mở. Nhưng mà về sau này, khi mà cái trục đường Huỳnh Thúc Kháng này nó mở rồi anh chị nè, về quy hoạch là em vẽ lên cho anh chị xem. Đấy là giai đoạn năm 2019-2020 đường Huỳnh Thúc Kháng này mở, thì cái dự án HUD này bắt đầu xâm, nhưng mà giá nó cũng không tốt bằng dự án xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên thì khi mà cái trục đường Lê Hồng Phong này nó kết nối vào trực tiếp đường cảng, nó xuống cảng Phước An cũng như là xuống cầu Phước An đi Phú Mỹ và xuống Bà Rịa Vũng Tàu trong tương lai, đó là đường quốc lộ dành cho xe máy cả ô tô, thì cái khu vực HUD này đang nổi trội và có cái giá nó đang đánh giá là nhít hơn so với cái dự án xây dựng Hà Nội về mặt tiềm năng anh chị nhé. Vì các cái đường nối ra dự án từ xây dựng Hà Nội anh chị nối ra dự án đường Lê Hồng Phong là rất là ít trục đường 30m, trục đường 17m và trục đường 35. Còn bên này là trục đường 53 Nguyễn Văn Cừ thì nó ít trục đường nối. Còn đối với cái dự án Lê Hồng Phong là nó dự án HUD là nó nói là một đường. Về cái bản vẽ đây, đấy, em chia sẻ nó nối nè anh chị rất là nhiều, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con đường, trong đó đường 25m là có 1 con đường, 2 con đường, 3 con đường, đường 20m là có 1 con đường, 2 con đường, đường 17m là có 1 con đường, 2 con đường, 3 con đường, 4 con đường, đường 12m là có 1 con đường. Đấy, có nghĩa là đối với cái dự án HUD này thì nó nối ra dự án của trục đường Lê Hồng Phong là rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đó là một cái số lượng đường kết nối rất là nhiều so với dự án xây dựng Hà Nội chỉ có 1, 2, 3, 4, 5. Trong đó thì mất 2 trục đường lớn không có này nữa anh chị. 3 trục đường không có này, chỉ có là 1, 2, 3 đường có này thôi. Thì dự án xây dựng Hà Nội đang bị thua thiệt về kết nối trực tiếp ra đường Lê Hồng Phong so với dự án HUD. Cho vậy nên là thời buổi trong những cái giai đoạn tăng nóng theo cái trục đường Lê Hồng Phong tại thời buổi hiện tại thì dự án HUD đang được giao dịch rất là tốt anh chị nhé. Còn cái dự án xây dựng Hà Nội thì do cái khu vực nhóm 2 với nhóm 3 nó cách xa đường Lê Hồng Phong nên đang bị bỏ quên. Có nghĩa là giá nó vẫn lên nhưng mà nó vẫn không có tốt bằng và không có cái mức độ giao dịch cao bằng dự án HUD anh chị nhé. Hôm nay thì Sông chia sẻ cho anh chị cái vùng đất tiềm năng khi mà cái bài báo ra từ ngày 10 tháng 10 năm 2024 trên báo Thanh Niên nói về cảng Phước An, cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai chuẩn bị bóng chuyến đầu tiên
Em chia sẻ trực tiếp lại cho anh chị là cảng biển Phước An, nó nằm ở phía tây nam của tỉnh Đồng Nai và nằm ở phía đông nam của huyện Nhân Trạch anh chị nhé. Đó, nó nằm ở tại vị trí này, kết nối vào huyện Nhân Trạch, còn kết nối trung tâm tỉnh Đồng Nai thì nó kết nối xéo theo hướng đông bắc, còn kết nối lên huyện Nhân Trạch là kết hướng theo hướng tây bắc. Đó là cái thông tin cực kỳ quan trọng, cũng như là em chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư bốn cái dự án cực kỳ tiềm năng. Theo em đánh giá tại thời buổi hiện tại, nó tác động trực tiếp đó là thông qua trục đường Lê Hồng Phong và trục đường Liên Cảng, đó là tái định cư cũ xã Phước An đã có sổ, khu vực tái định cư Long Thọ, khu vực xây dựng Hà Nội và khu vực HUD. Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư đã xem kênh review bất động sản nhân kênh Nhà Đất Đồng Nai. Thông tin kênh em mới đổi tên anh chị nhé. Anh chị nào chưa đăng ký kênh, đăng ký ủng hộ cho em với nhé. Thời gian sắp tới em sẽ phân tích nhiều hơn cũng như đưa ra nhiều cái sản phẩm tốt hơn để cho anh chị đầu tư. Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư rất là nhiều nhé. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.